ngày càng nguy hiểm hơn khi anh có khả năng ném bà ngày một tốt lên. Line one quá đơn giản, chọn một cú thả rổ thì anh đã có một bước chủ động. Là đã để mất bóng, đội tấn công dành cho các thủ thành phố Hồ Chí Minh. Một pha xử lý mà đó là rất gọn gàng, rất kỹ thuật của Hải Đăng. Các cầu thủ Sinewing đã lấy lại được quyền tấn công. Tân Hải Đăng đột phá rất hay của Hải Đăng để mang về thêm 2 điểm cho Hồ Chí Minh. Tập trung của Mai Mèo, cơ hội với Sơn Nguyễn rất đơn giản. Tục. Đến lúc này chúng ta vẫn chưa thấy một pha bắn ba điểm nào thành công. Đây là một pha không được. Tất cả những pha bắn ba vẫn chưa có cảm giác tốt nhất. Như vậy cuối cùng cũng đã có một pha bắn ba thành công của số 20. Đó là Tân Hải Đăng với Sơn Nguyễn. Hải Đăng hai bước lên rổ chính xác của số 20 Hải Đăng. Đội bóng có tốc độ rất cao. Đó là Kỳ Quang. Và đột phá rất nhanh của Tân Hải Đăng.